Đoàn kiểm tra công vụ, kiểm tra công tác cải cách hành chính của tỉnh vừa tiến hành kiểm tra tại xã Phúc Chu và Định Biên của huyện Định Hóa. Qua kiểm tra cho thấy, hai xã đã có bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cùng các trang thiết bị thiết yếu đảm bảo cho cán bộ công chức làm việc. Bộ phận một cửa có niêm biết công khai các thủ tục hành chính, các bảng phiếu lệ phí cho nhân dân theo dõi. Cán bộ công chức thực hiện nghiêm cơ chế một cửa, một cửa liên thông, thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ vẫn còn tồn tại một số hạn chế cần khắc phục qua kiểm tra đoàn đề nghị cán bộ công chức các xã cần nâng cao nhận thức trong việc thực thi công vụ bám sát vào các văn bản quy định hướng dẫn trong thực hiện cải cách hành chính đề nghị ủy ban nhân dân huyện cần tiếp tục kiểm tra giám sát nghiêm việc thực hiện công vụ của các xã trong thời gian tới